giấc mọi người đã chìm vào giấc ngủ rồi. Bạn tôi, mấy người anh em tôi. Bây giờ là 4 giờ sáng rồi đó mọi người. Bây giờ quay để tiện thể lên tới sân bay á, Yến với Tuấn sẽ ghé ngang qua thành phố Las Vegas á, thành phố của anh chơi, quay cho mọi người xem. Còn đây là bác Tài.
Mỹ 10 năm Mỹ mới về á. Lúc về á, cảm giác mừng có mẹ ra đó. Cả nhà gia đình gì gì với mấy cháu ra đó. Cảm giác nó vui lắm cả nhà. Cảm giác nó như là muốn là đang được trở về nữa. Tại vì Yến ở đây thì cũng 10 năm từ nhỏ, là từ 14 tuổi tới giờ cũng quen rồi, nó cũng quen rồi. Mình không có cảm giác mà nhớ nhung gì nhiều không? Tại vì quen với cái cuộc sống ở đây rồi. Tại vì qua Mỹ khi mà đi về, lúc mà đi về nhớ. Quê du tha. Đi tìm xe nè cả nhà. Không biết xe để đâu luôn. Đây là Tấn và mọi và má Ngân thường hay gọi là cha Tấn. Cha Tấn ơi, anh bấm cho xe nó kêu tìm coi. Để xe đâu mà giờ bấm nó không thèm kêu luôn. Đúng rồi, em nhớ anh đậu phía phía ngoài á. Không nghe tiếng luôn. Một em hả? Thôi sao? Ông tìm được xe rồi, ông la làng lên. Đây. Giờ đã bị màu luôn. Xin chào cả nhà. Bây giờ Yến và Tấn sẽ dẫn cả nhà ra đá bảy màu nha. Tại vì bây giờ mới 5:30 sáng rồi đó. Chưa có nhà hàng nào mở cửa để cho mình vô mình ăn hay là mình review đồ ăn hết. Đi ra màu hả Tấn? Đi nha cả nhà nha. Cảnh nha. Sáng sớm. Sáng sớm tôi đi Las Vegas. Bác Tài. Bác Tài lái xuyên đêm xuyên suốt. Bác Tài từng đi North Dakota, Texas, Arizona. Than hoài lái xe mà. Thì bây giờ bác Tài đưa cả nhà ra đá bảy màu đi. Đá bảy màu. Tại vì á có cô chú anh chị xem á, con không biết xưng hô sao, con kêu là cả nhà nha. Có gì sai sót cả nhà cứ góp ý con nha, con sẽ đọc hết tất cả sự đóng góp của xe thì mình sẽ ngồi mình nói nhảm. Cái video mà má Ngân hát á, Yến hứa với mọi người là sẽ có má Ngân hát nguyên bài. Thật sự là khi má Ngân hát á, má Ngân thả hồn vào trong cái bài hát đó rất là nhiều. Cái máu nghệ sĩ ở trong người má Ngân á còn rất là cao, cho nên á khi mà má hát á là má thả hồn vô trong cái bài hát đó, mà giống như là trôi theo cái bài hát đó luôn, hát nguyên bài luôn mà cả nhà. Hát nguyên bài hôm đó là hát nguyên bài, xong tới Yến mới tới mẹ Huyền hát. Mà Yến đó là quay chưa có kinh nghiệm á, thành thử ra là cái clip đó chỉ đợi má Nga về cứu thôi, đợi con Nga về cứu thôi. Tại vì cái tiếng nhạc á, tại Yến để điện thoại ngay cái tivi á, giống như hôm bữa là cả nhà có thấy là Yến quay chỉ có một cái góc đó thôi, là một cái góc chết đó thôi. Yến để cái điện thoại ngay chỗ cái tivi á, mà cái tivi thì cái nhạc nó bự quá, mà cái giọng hát của má Ngân á nó nhỏ, thành thử ra là phải đợi cô Nga về chỉnh để coi sao. Nếu như mà không có nghe được cái lời của má hát á thì thật sự là xin lỗi cả nhà nha. Tại vì Yến mới qua, Yến chưa có kinh nghiệm nhiều. Nếu như mà không có lấy được cái tiếng của má hát á thì Yến sẽ post cái clip đó lên để cho cả nhà coi cái hình ảnh má Ngân trôi theo cái bài hát, thả hồn theo cái bài hát. Nó rất là hay, cái máu nghệ sĩ nó rất là còn trong người má Ngân còn rất là nhiều. Thành ra là sẽ có, nhưng mà cả nhà đợi nha. Cả nhà xem đây là cảnh núi, cảnh trời mọc, cảnh mặt trời mọc, không mọc ở hướng khác mà mọc ở cảnh núi, cảnh đẹp của nước Mỹ nè. Này đẹp gì Utah mà em. Đúng rồi, bữa nào Yến và Tuấn sẽ dẫn cả nhà lên Utah.
quay gì nói vậy? Núi. Cho cả nhà xem núi. Đó là cái núi luôn à. Trời ơi nhìn hùng vĩ lắm luôn. À, cái đường mà đi đi Houston đó cả nhà là rộng lắm, có mấy con ngựa con bò rồi đó. Tấn nói là hả hồi đó là ở bên bên đó đó cao bồi nó sảy ngựa nó đó, đúng không Bích Tấn? Đúng, mớ của tôi là chăn bò ở Mỹ mà không được. Ai có thích sảy ngựa không? Thích chứ chị. Sao mơ ước chăn bò nói nghe coi. Chăn bò nó lãng tử chút xíu, bụi bụi. Giờ anh chưa đủ lãng tử hả? Việt Nam chăn bò người ta chửi khi dễ chứ bên đây xin chăn bò khó lắm. Trời ơi cả nhà biết mấy người thương gia mà ở đây nè đi làm mà có farm á, có nông trại á, chăn bò tỷ phú à cả nhà ơi, đẹp quá ha. Tối rồi nè cả nhà ơi. Mày mới 6 giờ mà có vẻ bà con đứng đó rồi. Có mấy hòn đá đó thôi đó. Nhưng mà đây là du lịch đó. Các tiểu bang khác về hay ghé đây lắm nè. Đây để Yến Duy quay rõ luôn. Ây da, trời ơi anh thắng gấp vậy. Tỉnh ngủ. Đâu, đồ nói inter lũi luôn. Ê, tới rồi nha cả nhà ơi. Hai bạn trẻ sáng sớm đi đi đá bãi màu. Phải mua cái cây. Ồ không có phải mua cái cây. Chứ cầm dơ nhẹ. Tại vì anh mua cái mít luôn. Tại vì khán giả góp ý là có cái mít tấm nữa nó ồn. Bị ngược sáng hay sao không thấy. Chị quay ra đây mặt trời nó chiếu vô coi thấy. Đây nè. Ôi giật tinh ơi. Đường vô thì rất là bụi. Đó. Anh cầm thì em đeo kính cho mà em đây em không có đường quay. Xin chào cả nhà. Mình đi coi đá bảy màu nha. Canh mới sáng sớm bây giờ chỉ là mới là 6 giờ sáng thôi mà đấy, mọi người đi đã đây, canh đi ra lại. Đây để mà chụp hình chứ chút nữa đi á, chút chưa chưa rồi đông khỏi lắm. Thôn khỏi chụp luôn. Chút chưa chưa là trời đây đông nghẹt. Bữa nay á Yến có đem một cái đầm rất là dễ thương để mặc mà quay cho cả nhà xem. Mà tại lấy ra nó nóng quá. Trời ơi 100 độ luôn. Giờ mà mặc cái đầm nó vô chắc chút nữa nướng miếng luôn á. Nên thôi mặc lại đồ này nó không có đẹp cho lắm, nó không có lịch sự á. Cho nên là Yến để Tuấn lên hình đi. Đẹp không cả nhà? Đá này là không biết người ta làm sao á. Để chút nữa ra đọc cái lịch sử của đá này. Mình đạp xong rồi mình sẽ trở lại cho cả nhà xem nha. Đây là mọi người sáng sớm. Mới 6 giờ sáng là mọi người đã lên đây rồi đó. Dạ. Trời ông đứng sẵn quá. Dựa vô. Rồi mọi từ từ. 1, 2, 3. Anh đổi dáng đi. Sám cười. Rồi. Đẹp.
chụp cho bạn đẹp, bạn chụp cũng kỳ. Sao em chụp cho anh không đẹp không? Trời, anh nhìn xem mấy tấm hình hồi trước anh chụp cho em rồi. Trời, vợ dưới ống tôi ống kính của chồng không khác nào một cái giò chả lụa. Hồi đó Yến chưa có mập đâu cả nhà ơi, bây giờ Yến mập lên 10kg luôn á. Từ hồi đó có 40kg rồi, bây giờ lên tới 50-51kg luôn rồi. Đang chuẩn bị, đang làm một cái series giảm cân. Không biết có ai hóng, có cả nhà có mong đợi cái series này không? Yến sẽ làm series giảm cân trong vòng 30 ngày. Sao lại thấy nhức đầu? Đó, mặt trời mọc này cả nhà ơi. Sao mày cái điện thoại nó tối tối hay sao á? Tự chuyến nó diễn mua điện thoại khác quay cho cả nhà xem nha. Ở đây là sa mạc. Vùng đất này là vùng đất sa mạc, xứ ăn chơi ghê luôn. Thành phố không ngủ mà. Cao ghê chưa? Bây giờ Yến tắt, Yến sẽ dẫn cả nhà đi tới Hu Và Đêm, một cái đập thủy điện rất là lớn ở đây, được xây từ năm 1939 gì đó, Yến quên rồi. Để chút nữa tới đó Yến đọc lịch sử xong rồi Yến sẽ kể cho cả nhà nghe nha. Cái đập đó mình nhìn giống như là nhìn bằng mắt bình thường á mới cảm thấy được cái sự hùng vĩ của nó. Không biết tại sao con người mình có thể xây ra được những cái thật là ghê gớm như vậy luôn á. Đẹp lắm. Con người mình giỏi lắm á, thông minh. Để giờ Yến dẫn cả nhà đi nha. À bây giờ Yến mới để ý cả nhà ơi, đây là đàn làm phim, mọi người đang đóng phim á. Hèn chi thấy nó bay đó, mọi người đang đóng phim rồi, nãy giờ tưởng là người ta đi chơi phim. Mình sợ là mình đang phá rối mọi người đang đóng phim á. Thôi mình đi. Hình như tất cả mọi người ở đây đều là diễn viên hết tất cả nhà ơi. Mình không biết, mình tưởng là người ta tới chơi thôi, ai ngờ. Thôi đi anh ơi. Vậy là đang đóng phim hết hả? Đấy đâu, đây nó chỉ giờ. Ừ, thôi mình đi đi. Bạn làm gì vậy bạn? Bạn ném gì vậy? Cái gì vậy ta? Rồi. Có cung đâu mà bắn. Gửi cho Andy. Andy hả? Rồi. Đi. Mùa đêm nước chuẩn bị nhiều. Nước chuẩn bị nhiều hả? À. Lễ ai đi xuống đây. Đây khu của mình luôn rồi đó. Ừ. Chỉ có xe mình nằm xuống đây luôn á trời. Nó không cho vô luôn nè. Chỉ có xe mình luôn á trời. Khu này của mình luôn rồi. Đập thủy điện này lên. Arizona.
xuống chụp không mà là lên kia chụp xuống. Đó. Muốn bao trọn gói khu này luôn cả nhà ơi. Cái bắn... chắn đó, đâu? Chắn đó là vạch nước đó. Vạch nước lên tới đó. Nước nó xanh quá. Xanh lét rồi. Nước riêu. Bữa nay mình bao mà. Cái cầu à. Anh để đi ra chạy xá cái cầu nè. Cầu bự ra chạy giáp ranh với tiểu bang Arizona. Yên tĩnh. Sáng sớm không có ai hết. Cái nước nó xanh màu xanh rêu á, xanh ngọc á, đẹp lắm. Nhưng mà không biết số điện thoại của con quay không có được. Điện thoại của con quay nó bị đen á. Để Yến đi lên trên cao chút xíu. Dạ. Lấy cao nè mọi người ơi. Cao quá, nó đẹp. Trời cao quá. Cao nhầm. Trời ơi, thấy như đứng nổi da gà luôn á. Em bị sợ độ cao quá. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi, tự nhiên đứng ở đây bị hết hồn luôn á cả nhà ơi. Nó cao quá đó. Té xuống đây là đi luôn á. Ghê vô. Là xây năm 1931 nha cả nhà. Không biết à, cậu đi. Không thấy cái lịch sử ở đâu mà thấy ở đây. Nghĩ cậu khoảng thời đó nó xây mấy chục năm á là xong. Xong cái cầu. Giờ bắt đầu có người vô rồi nè. Vô tới thành phố rồi nè cả nhà ơi. Siêu xe không nè cả nhà ơi. Ui ui. Mấy con bò luôn á. Lên đây toàn là bò với ngựa luôn á. Chứ không còn bò vô tàu mà đài. Bên thị trắng không á. Trời ơi. Con cha chủ quay kỳ Yến nhọc quá Yến ơi. Quay chứ xe đẹp mà. Nó có xe 2 không? Đâu đậu dưới mà số xe 2 được. Sau một hồi đắn đo, ông hỏi bạn ổng quýt hôm bữa để ông biết cách mua là quýt loại nào. Ông hỏi là quýt hôm bữa là hiệu gì vậy anh? Ông bạn ông nhắn tin là anh có bị ngáo không anh? Quýt mà hiệu gì hả? Anh cái bịch mà kia kìa, cái bịch em đang để kìa. Đó. Sau một hồi đắn đo thì Yến đã xé thử một trái từ trong một bịch để ăn. Vì cái bịch đó mình sẽ mua mà chắc chắn là mình sẽ mua cho mình. Cho nên mình xé thử coi thử ngon không để mà mình lấy thêm bịch nữa. Thì thấy nó ngọt thì cho nên là mua.
đưa cái trái em đang ăn thử. Bốn mật rồi hả? Này, em sẽ thử trái này nè, ngọt lắm cả nhà ơi. Nó ngọt như đường luôn á. Để bỏ ra đây chút rồi tính tiền luôn nha. Ê em coi cái đằng sau nó có bị không? Được không? Rồi, đi. Đây là cửa hàng cá và hải sản. Con ốc vậy nè. 8.99 một thao chắc mình một con. Giờ mình ngồi mình nạp năng lượng. Nạp năng lượng là mình đi vô thành phố mình chơi một cặp, xong rồi chút nữa mình đi ăn lẩu tại nhà hàng á. Lẩu tới 11:30 mới mở cả nhà. Có gì tấn con nắng gì dâu gì vậy anh nè, ăn đi, ăn đây, ăn đây, nóng quá ướt gì giờ được nhảy xuống hồ bơi. Bữa anh hai đi bơi bị ông chích. Tội người. Nguyên thành phố Las Vegas đâu ai bị ông chích đâu. Duy nhất. Chỉ duy nhất một người. Nè chị anh, em thấy nó lạ nên em lấy. Nó là đậu hũ hả? Không có cái chỗ để mà để máy điện thoại cho cả nhà. Anh mua cho em cái cây nha. Mua cho em cái cây gì đó giống con nghe. Nó giống như cái mùi mà ngày xưa mình đi học ở bên Việt Nam. Có mấy cái mùi, mùi cái cây gì đỏ đỏ. Yến xin lỗi quên. Mà cả nhà ăn nha. Miếng này cắn rồi.